Nội dung đầu tiên của chúng ta đó chính là xây dựng nền tảng. Thì trong phần xây dựng nền tảng này, chúng ta sẽ tìm hiểu về ngôn ngữ lập trình Python đầu tiên. Sau đây là chỉ dẫn để học một cái ngôn ngữ lập trình mới. Và chúng ta thấy là trong cái chỉ dẫn này nó sẽ bao gồm 7 bước đó, từ 0 cho đến 6. Thì không có một cái từ nào nói về ngôn ngữ lập trình Python. Đó là vì đây là những cái chỉ dẫn rất là tổng quát, có thể giúp cho chúng ta tìm hiểu một cái ngôn ngữ lập trình bất kỳ. Ở bước số 0 đó, đó là tìm hiểu xem cái ngôn ngữ lập trình của mình đó, là trình biên dịch hay trình thông dịch. Đối với Python thì đó là trình thông dịch. Thế thì tại sao cái bước số 0 này chúng ta lại phải tìm hiểu và nó có cái vai trò gì? Bước số 0 là một cái bước rất quan trọng. Nó không chỉ góp phần đó là hiểu về cái ngôn ngữ lập trình mà nó còn giúp cho chúng ta có cái tính chất là định hướng. Khi biết cái ngôn ngữ lập trình chuẩn bị học thuộc cái nhóm nào thì chúng ta sẽ biết cái cách mà nó hành xử, cách mà chúng ta lập trình một cách gọi là đồng bộ. Tại vì sao? Những cái ngôn ngữ thuộc cái nhóm trình biên dịch nó sẽ có cái cách khai báo biến giống nhau, nó sẽ có cái cách mà thực thi chương trình giống nhau, và tương tự như vậy cho trình thông dịch. Thì ở đây chúng ta sẽ có một cái bảng so sánh trình biên dịch và trình thông dịch, thì nó sẽ có những cái ưu và khuyết điểm. Đối với trình biên dịch á, thì nó sẽ thực thi nhanh. Đúng như vậy, tại vì sao? Cái cách mà thực thi của cái trình biên dịch đó là chúng ta sẽ viết cái mã nguồn, sau đó sử dụng cái trình biên dịch để biên dịch cái mã nguồn đó thành mã máy. Sau đó sẽ là thực thi trực tiếp trên cái mã máy này. Do đó cái mã máy này là cái mã cuối cùng mà máy tính nó có thể hiểu và thực thi. Còn trình thông dịch thì sao? Cái cách mà trình thông dịch làm đó là đầu tiên cũng là viết mã nguồn, sau đó là dùng trình thông dịch sẽ chạy trực tiếp trên cái mã nguồn này luôn. Nó sẽ không go qua cái bước gọi là biên dịch một cái file thực thi duy nhất đó. Do đó thì nếu xét về cái độ phức tạp khi mà lập trình và để tạo ra một cái chương trình thực thi thì trình biên dịch nó sẽ phức tạp hơn, nhưng mà bù lại thì nó sẽ thực thi nhanh. Tức là khi chúng ta đã có cái mã máy rồi thì nó sẽ thực thi rất là nhanh, và đồng thời trong cái quá trình biên dịch nó sẽ kiểm tra lỗi cú pháp rất là chặt chẽ, do đó nó sẽ ít lỗi khi runtime. Và đối xứng với đó, đó là khuyết điểm của trình thông dịch thì nó sẽ thực thi chậm, lỗi logic nhiều. Về ưu điểm của trình thông dịch đó là cái quá trình cài đặt nó sẽ nhanh, là vì do trong quá trình mà thông dịch thì cái đặc điểm chung của những cái ngôn ngữ thuộc nhóm thông dịch đó là cú pháp tương đối là gọn gàng, không cần phải khai báo phức tạp, không cần phải kiểm tra kiểu dữ liệu phức tạp, không cần phải kiểm tra tính đồng bộ về kiểu dữ liệu, đúng không? Mã nguồn thì linh hoạt, và khi mà deploy thành sản phẩm thì nó cũng rất là dễ dàng. Khi mà có một cái bug ở một cái module nào đó thì chúng ta chỉ cần việc thay thế một cái file mã nguồn và không cần phải biên dịch lại toàn bộ chương trình. Thì đối xứng với đó, đó là khuyết điểm của trình biên dịch. Khuyết điểm của trình biên dịch đó là cài đặt chậm, mã nguồn quá chặt chẽ dẫn đến là việc thiếu linh hoạt. Đó. Như vậy ưu điểm của cái trình biên dịch sẽ là khuyết điểm của trình thông dịch và ngược lại. Thế thì Python của chúng ta sẽ thuộc cái nhóm gọi là trình thông dịch. Trình thông dịch. Thế thì Python đó là một trong những cái ngôn ngữ mà đang có xu hướng là phổ biến gần đây. Đó, các bạn có thể lên mạng tra cứu thì sẽ thấy như vậy. Thì tại sao Python nó lại phổ biến? Đó, tại sao không phải là C++? Tại sao không phải là C#, Java, Pascal? Thế thì trong quá trình mà nghiên cứu thì tôi mới phát hiện ra đó là Python là một ngôn ngữ mà có thể thực hiện được đa chức năng. Nó có thể sử dụng để lập trình ứng dụng được. Cụ thể ở đây là với cái thư viện, cái framework là Django thì chúng ta có thể dùng nó để lập trình web được. Ngoài ra nó có một số cái thư viện để giúp lập trình giao diện cho desktop app. Python có thể sử dụng để xử lý số liệu với các thư viện như là Pandas, NumPy, dùng để xử lý các số tính toán số liệu lớn. Python cũng có thể dùng để lập trình trí tuệ nhân tạo máy học. Đây là một trong những cái lĩnh vực mà hot trend gần đây, và các thư viện điển hình của nó chính là TensorFlow và PyTorch. Thì đây chính là cái lý do khiến cho Python trở nên phổ biến, vì nó có đa tính năng, nó có thể lập trình ứng dụng được, xử lý số liệu được, xử lý lập trình trí tuệ nhân tạo được. Lập trình với ngôn ngữ lập trình Python thì chúng ta sẽ lên Google và search từ khóa là Anaconda. Anaconda, đây là cái logo màu xanh. Chúng ta sẽ vào trang chủ của Anaconda. Rồi,
Sau đó thì chúng ta sẽ tìm mục Direct. Rồi trong phần Direct thì chúng ta sẽ tùy vào hệ điều hành mà chúng ta đang sử dụng. Ví dụ như tôi đang sử dụng hệ điều hành macOS thì tôi sẽ nhấp vào macOS. Đó. Và chúng ta sẽ có phiên bản là 3.6 hoặc 3.7 thì chúng ta cứ lấy cái phiên bản mới nhất. Đó. Là Python 3.7 cũng được. À, lưu ý là chúng ta có một cái phiên bản nữa đó là Python 2.7. Tuy nhiên phiên bản này thì cũng đã lâu rồi. Đó, nhưng mà vẫn được cộng đồng sử dụng rất là nhiều. Thôi thì chúng ta sẽ sử dụng phiên bản 3.7 và chúng ta tải về và cài đặt. Về trình soạn thảo mã nguồn thì chúng ta có thể sử dụng Visual Studio Code. Bên cạnh Visual Studio Code thì chúng ta cũng có thể sử dụng một cái công cụ khác đó là PyCharm. Rồi, thì đây là cái công cụ khá là mạnh mẽ của hỗ trợ cho lập trình Python. Bên cạnh PyCharm thì đối với một số bạn mà lập trình với nhiều ngôn ngữ khác nhau, ví dụ như có thể vừa lập trình C++, C#, PHP, Python thì có thể sử dụng một trong những cái công cụ IDE khá là gọn nhẹ đó là Notepad cộng cộng. Tuy nhiên Notepad cộng cộng thì hiện chỉ có phiên bản trên Windows. Sau khi đã cài đặt Anaconda và Visual Studio Code thì chúng ta mở Visual Studio Code lên. Đó. Thì chúng ta sẽ thấy là cái giao diện mặc định của Visual Studio Code là màu đen và nó giúp cho chúng ta tập trung hơn. Đó là theo cái lý thuyết của cái người mà viết phần mềm. Rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu lưu một cái file mã nguồn. Và chúng ta có thể là lưu ở trong một cái thư mục nào đó, ví dụ Learn Python. Chúng ta đặt tên đó là Learn Python. Sau khi chúng ta đã tạo ra cái file này xong thì chúng ta sẽ bắt đầu tìm hiểu về ngôn ngữ lập trình Python. Thì một cái chương trình của Python đó, thì nó sẽ bắt đầu bằng việc khai báo một cái thư viện. Ví dụ như nếu chúng ta sử dụng thư viện NumPy thì chúng ta sẽ khai báo như thế này là import NumPy, và nếu chúng ta muốn viết tắt thì chúng ta sẽ ghi là NumPy SNP. Ở đây do mình sử dụng tiếng Việt nên nó sẽ hơi rối chỗ này. Rồi, đó. Ví dụ như chúng ta muốn khai báo thư viện là OS thì chúng ta sẽ là import OS. Đó, đơn giản như vậy thôi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đang ở bước số 1. Đó là các kiểu dữ liệu và toán tử, đúng không? Thì ở trong Python nó sẽ có một số kiểu dữ liệu cơ bản về số nguyên, số thực, vân vân. Ví dụ như ta khai báo x là bằng 3 thì lúc này print x để in ra màn hình thì chúng ta sẽ dùng cái lệnh là print. Đó, đơn giản như thế này thôi. Rồi, bây giờ chúng ta muốn chạy nó thì như thế nào? Đó, chúng ta muốn chạy nó thì chúng ta sẽ vào cái cửa sổ đó là view integrated terminal, tức là chúng ta sẽ chạy bằng terminal. Rồi, ở đây chính là cái cửa sổ terminal, và chúng do đã cài Anaconda rồi nên chúng ta có thể là đó, Python đó. Thì Python ở đây á, là phiên bản này là đi kèm với lại Anaconda đó. Rồi để mà chạy thì chúng ta sẽ không thực hiện như vậy, chúng ta sẽ gõ đó là Python và tên của cái file mã nguồn. Lưu ý là chúng ta phải xem là cái file mã nguồn này đang đặt ở đâu. À, ví dụ như Python đó, nó đang đặt ở Project Teaching Learn Python, ví dụ vậy. Thì chúng ta sẽ phải CD, tức là chúng ta sẽ nhảy vào cái thư mục của nó, Project Teaching Learn Python. Rồi, thì lúc này là chúng ta sẽ thấy là nó có cái file gọi là Learn Python. Để chạy cái file này thì chúng ta sẽ gõ Python Learn Python. Rồi, ở đây thì theo các bạn đoán nó sẽ in ra màn hình cái gì? Đó.
Nó sẽ in ra là số 3 đúng không? Rồi chúng ta xem nhé. Đó, nó sẽ in ra số 3. Tuy nhiên để mà lịch sự á, thì chúng ta nên ghi một cái câu ví dụ như là x bằng đó, rồi ghi ra cái con số x này. Đó, x bằng 3. Bây giờ chúng ta muốn xem kiểu dữ liệu của x là gì thì chúng ta sẽ dùng cái hàm gọi là hàm type. Đó, print kiểu dữ liệu của x hai chấm. Rồi, chúng ta sẽ ghi là type x. À, lưu ý ở đây là chúng ta biết x thường. Rồi, cái này không quan trọng. Rồi, chúng ta sẽ xem coi chương trình nó in ra cái gì. À, như vậy là x mà bằng 3 thì class kiểu dữ liệu của x sẽ là số nguyên. Bây giờ nếu x bằng 3.14 ví dụ vậy thì chúng ta sẽ xem kết quả như thế nào. Nếu x mà bằng 3.14 thì kiểu dữ liệu của nó là sẽ là số thực. Như vậy ở đây khi chúng ta khai báo cái giá trị tương ứng với một cái biến thì nó sẽ tùy theo giá trị mà nó sẽ cấp phát cho x cái kiểu dữ liệu tương ứng là gì. Đó, đây chính là một trong những cái điểm khác biệt so với lại cái ngôn ngữ lập trình C cộng cộng thuộc cái nhóm gọi là trình biên dịch chúng ta đã học trước kia. Nếu như C cộng cộng thì chúng ta sẽ phải khai báo như sau, đó là float x bằng 3.14. Đúng không? Như vậy chúng ta sẽ không cần phải khai báo kiểu dữ liệu trên cái ngôn ngữ lập trình Python. Cái điểm thứ hai, cái điểm này hết sức gọi là thú vị nhưng mà cũng hết sức là nguy hiểm. Khi x đang bằng 3.14 đúng không? Là số thực. Rồi thì chúng ta có thể gán x bằng một cái kiểu dữ liệu ví dụ như kiểu chuỗi Hello World. Và chúng ta sẽ thực hiện tương tự như vậy. Kiểm tra xem khi mà chúng ta gán x bằng 3.14 sau đó lại tiếp tục gán x bằng Hello World thì điều gì sẽ xảy ra? Rồi, x bằng 3.14 à, lại tôi chưa quên chưa lưu lại. Rồi, như vậy thì sau khi chúng ta lưu xong á, thì chương trình nó sẽ in ra là x bằng 3.14 kiểu dữ liệu là float. Sau đó lại gán x bằng hello world thì nó lại gán là string. Như vậy là với ngôn ngữ lập trình Python nó sẽ rất là linh hoạt, có thể cho phép gọi là thay đổi cái giá trị, thay đổi cái kiểu dữ liệu một cách gọi là nhanh chóng. Và có cái cơ chế làm chuyện đó, trong khi C cộng cộng thì nó sẽ không có cái cơ chế này. Rồi, bây giờ nó sẽ có kiểu số nguyên nè, rồi số thực nè, có kiểu chuỗi nè. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ có các toán tử tương ứng như thế nào? Chúng ta sẽ không thực hiện tìm hiểu những cái toán tử cơ bản như là cộng trừ phân chia nữa, mà tôi sẽ thực hiện một số cái toán tử trên cái kiểu chuỗi. À, lưu ý là trong Python chuỗi có thể để trong dấu nháy đơn, cặp dấu nháy đơn hoặc là cặp dấu nháy kép. Hồi nãy là tôi đã thực hiện là để trên cặp dấu nháy kép, giờ tôi sẽ thực hiện tiếp trên cái dấu nháy đơn. I'm teaching. À, lưu ý là ở đây có cái dấu này nên chúng ta phải để dấu xuyệt để nó hiểu đó là ký tự. Rồi, chúng ta sẽ in ra nhé. X bằng X. Rồi, I'm teaching. Bây giờ chúng ta sẽ thực hiện một số cái thao tác nè. Cộng x bằng x cộng deep learning. Rồi, sau đó chúng ta lại in ra màn hình. Thì đây là thao tác cộng trên chuỗi. Và chắc các bạn cũng đoán đó là kết quả nó sẽ là I'm teaching deep learning. Bây giờ điều gì sẽ xảy ra nếu như tôi thực hiện cái phép là phép nhân
x sẽ là bằng x nhân 3, đúng không? Rồi lại tiếp tục in ra. À, nó in ra, tức là nó tái tạo lại cái chuỗi am teaching deep learning này 3 lần. Nhân 3 có nghĩa là lặp lại 3 lần. Ok, cái này cũng tương đối là dễ hiểu. Rồi. Như vậy thì đây là một số cái tán tử trên các kiểu dữ liệu cơ bản. À, tôi giới thiệu nhanh cho các bạn như vậy. Rồi, sau đó sẽ là các kiểu dữ liệu nâng cao. Rồi, thì trong ngôn ngữ lập trình Python nó sẽ có một số kiểu dữ liệu nâng cao, ví dụ như kiểu list L. À, không được, cái này trùng với từ khóa rồi. L là bằng 1, 2, 3, ví dụ vậy. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ truy xuất đến từng phần tử của L bằng cách đó là in ra màn hình là L mở ngoặc vuông 0. Đó, tương ứng với lại phần tử đầu tiên. Nó cũng giống như C cộng cộng. Để lấy cái phần tử đầu tiên thì chúng ta chỉ số bắt đầu sẽ là 0. Phần tử thứ hai chỉ số là 1. Rồi, à, cái này thì đơn giản thôi. Out of index, ok. Ở đây chúng ta lưu ý là chỉ số sẽ chạy từ 0 cho đến 2. Rồi, đó, nó in ra ba phần tử này. Thế thì list nó có một cái điểm đặc biệt, nó khác với lại C cộng cộng, đó chính là kiểu dữ liệu không nhất thiết phải là cùng kiểu. Ví dụ 1.0, 2 là kiểu chuỗi, 3 là kiểu số nguyên. Và thậm chí nó có thể chứa một cái kiểu list khác, ví dụ như là 10, 10, 12. Đó. Rồi, ở đây chúng ta không cần phải in ra phức tạp như vậy đâu, chúng ta chỉ cần in ra L là đủ, nó sẽ in ra tất cả các phần tử trong mạng, trong list. Đó. Số thực, chuỗi, số nguyên và list. Đây là một trong những cái tính chất rất là đặc biệt. Rồi, chúng ta muốn lấy một cái tập phần tử nào đó ở trong list, ví dụ như chúng ta muốn lấy phần tử, hai phần tử này thì sao? Đó, phần tử số 2 và số 3. Đó, thì như vậy chúng ta sẽ là chạy từ 1, 2.3. Rồi. Đó. Ở đây chúng ta sẽ xem nè. 1 sẽ là cái chỉ số của cái phần tử đầu tiên mà nó sẽ lấy. Như vậy chúng ta muốn lấy cái phần tử này và phần tử này, mà phần tử này bắt đầu bằng bao nhiêu? Bằng 1. Như vậy chỉ số ở đây sẽ là 1. Cái chỉ số 3 này nó hơi tréo ngoé ở chỗ đó là nó không phải là chỉ số của phần tử cuối cùng mà mình lấy, mà là chỉ số của cái phần tử lớn hơn phần tử cuối cùng mà mình sẽ lấy. Do đó 1, 2.3 thì hiểu hàm ý của nó chính là lấy phần tử 1 và phần tử 2, đúng không? Lấy phần tử này, phần tử 1, thứ 1 và phần tử thứ 2. Ở đây là phần tử thứ 0 nha. Rồi, bây giờ chúng ta muốn lấy phần tử cuối cùng thì sao? Trừ 1. À, trong Python nó có cái chỗ này hơi đặc biệt, đó là thay vì là lấy phần tử n trừ 1, đúng không? Mà mình cũng không biết n bằng bao nhiêu, ví dụ vậy. Thì chúng ta có thể sử dụng chỉ số là trừ 1. Đó. Phần tử thứ 11, thứ trừ 1, tức là phần tử cuối cùng, sẽ là một cái list 0, 12. Rồi, bây giờ đây là kiểu list, nó sẽ còn kiểu là nữa, ví dụ như là kiểu tuple, đúng không? Kiểu tuple. Đó. Kiểu tuple này thì có ví dụ như A là bằng list là 1, 4, 6, B nó có thể là một cái kiểu chuỗi, như vậy. Thì ở đây L sẽ là bằng A và B. Đó. Và chúng ta sẽ, quên tuple, tuple thì chúng ta sẽ ký hiệu ví dụ như là chữ tup. Rồi. Thì chúng ta sẽ in ra tup coi nó bằng bao nhiêu. À, nó sẽ in ra là một cái mảng và một cái list và một cái chuỗi. Thế thì cái list, cái tuple này nó có khác gì so với lại cái list này hay không? À, về bản chất thì nó không khác, nhưng mà về cách sử dụng nó khác. À, bản chất tuple sẽ là một tập hợp các phần tử, đúng không? Nối tiếp nhau, nhưng mà điểm khác của nó chính là
nó sẽ không thể thay đổi được cái nội dung. Ta lấy ví dụ, chúng ta sẽ thử làm một cái thao tác là tút thứ không, đúng không? Gán là bằng 3 đi chẳng hạn. Hay nói cách khác là lấy cái giá trị A này nè, cái giá trị 146 này nè, thay bằng một con số nguyên là con số 3. Thì thử xem nha, thử xem ở đây là trước khi thay đổi, ở đây là sau khi thay đổi. Rồi, xem coi nó sẽ trả kết quả gì. Tuple object do not support item assignment. Tức là sao? Tức là kiểu tuple sẽ không cho phép các bạn thay đổi cái giá trị của nó một khi tuple đã được khởi tạo ở đây rồi, đúng không? Tuple là bằng AB rồi thì không được phép thay đổi cái giá trị nội dung bên trong đây đó. Thì thông thường tuple sẽ được sử dụng để làm cái kiểu dữ liệu để trả về cái kết quả của một cái hàm. Khi chúng ta trả về rồi thì nó sẽ không cho phép thay đổi cái nội dung trong đó nữa. Rồi, kiểu dữ liệu này là kiểu dữ liệu tuple. Rồi, đây, tôi chỉ với các bạn nè. Cách viết của nó. Rồi, kiểu dữ liệu tiếp theo đó là kiểu dictionary. Nó còn một kiểu nữa là kiểu set, tức là kiểu tập hợp. Thế thì kiểu tập hợp nó cũng giống như kiểu list, cũng giống như kiểu tuple, nhưng mà nó thể hiện được cái bản chất của một cái tập hợp, đó là không có các phần tử nào trùng nhau. Thôi bây giờ mình sẽ tìm hiểu cái tập hợp trước. Tập hợp là set, đúng không? Set sẽ là bằng, để trong dấu mở ngoặc nhỏ, đóng ngoặc nhỏ, 3, 6, 9, 5. Rồi giả sử như chúng ta cố tình lặp lại một phần tử là phần tử 6, thì chúng ta sẽ in ra kết quả như thế nào? S sẽ bằng, rồi các bạn đoán xem, ở đây có phần tử 6 lặp lại, do đó phần tử 6 sẽ không xuất hiện trong tập S quá 2 lần đó. À, lưu ý là khi mà thực hiện trên cái kiểu dữ liệu là trên cái tập là tập set, tức là tập hợp, thì nó sẽ sắp xếp lại để phục vụ cho các thao tác, các toán tử trên cái set đó. Do đó thì chúng ta sẽ thấy 9 đưa lên 3, 5, 6, nó đảo thứ tự so với lại đây đó. Thì đó là cái thuật toán của nó. Rồi, thì các cái toán tử trên list, trên tuple, trên set thì các bạn sẽ tự tìm hiểu ở nhà. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp đến một trong những cái kiểu dữ liệu rất là quan trọng, đó là dictionary. Dictionary sẽ là khai báo như sau. Nó cũng sẽ sử dụng là mở ngoặc nhỏ và đóng ngoặc nhỏ. Dictionary là gì? Dictionary có nghĩa là từ điển. Mà từ điển thì nó sẽ là một cái ánh xạ, đúng không? Nó sẽ là một cái ánh xạ từ một cái kiểu dữ liệu này, từ một cái giá trị này sang một cái giá trị khác. Mình dùng luôn cái khái niệm từ điển này để làm một cái ví dụ. Ví dụ như từ hello, thì tương ứng tiếng Việt của mình nó sẽ là xin chào. Rồi, tiếp theo, xuống dòng đi cho dễ theo dõi. To world, tương ứng đó là thế giới. Rồi, bây giờ mình sẽ sử dụng cái kiểu dictionary này nha. Dict của hello cộng với lại dict của world thì nó sẽ ra gì các bạn? Các bạn đoán nó ra gì hay không? Nó sẽ ra xin chào thế giới. Rồi, đó, xin chào thế giới. À, lưu ý là ở chỗ đây chúng ta màu mè hoa lá cành một chút xíu đó. Rồi, tức là nghĩa của từ hello world sẽ là xin chào thế giới. Rồi, đây là cái ví dụ điển hình của dictionary. Thế thì bây giờ chúng ta bắt đầu phân tích nào. Nó sẽ ánh xạ từ kiểu string sang kiểu string. Nhưng mà thực tế, cái sức mạnh của dictionary còn hơn thế nữa. Nó không nhất thiết phải là ánh xạ từ string sang string. Nó có thể là một từ, một kiểu dữ liệu bất kỳ. Trừ
ví dụ như kiểu số nguyên sang kiểu string. Rồi, và thậm chí là nó cũng không nhất thiết phải giữ đúng cái format này, nó có thể là từ string sang kiểu tuple chẳng hạn, sang kiểu list chẳng hạn, 3, 5, 7. Rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ thử in ra hello có được hay không. Theo các bạn đoán là có được hay không? Câu trả lời chắc chắn là không, tại vì nó làm gì có cái key, cái khóa là hello. Ở đây nó chỉ có khóa 1 và world thôi. Do đó nếu như mình để world thì nó sẽ ra kết quả, nó sẽ ánh xạ từ world sang cái list này. Rồi, chạy. Đó, nó sẽ ánh xạ là từ world sang list 357. Bây giờ nó sẽ truyền vô cái key là 1. Nó sẽ ánh xạ sang kết quả đó là xin chào. Thì đây là dictionary. Dictionary được sử dụng rất là nhiều trong cái ứng dụng. Đặc biệt một trong những cái định dạng file, mà định dạng kiểu dữ liệu mà người ta hay sử dụng trong quá trình mà xây dựng ứng dụng đó là JSON. Thì JSON được lưu trữ giống như là một cái dictionary vậy. Tiếp theo đó là cấu trúc điều khiển hay còn gọi là rẽ nhánh. Thì ở đây chúng ta sẽ có hai cái kiểu, đó là rẽ hai nhánh hoặc là rẽ nhiều nhánh. Thì tương ứng trong ngôn ngữ lập trình C cộng cộng mà chúng ta đã từng học á, thì chúng ta sẽ có các câu lệnh như là if, else. Rẽ nhiều nhánh á, thì chúng ta sẽ có câu lệnh là switch case. Thế thì tương ứng bên trong Python nó sẽ có những cái cấu trúc rẽ nhánh như thế nào, chúng ta phải đối chiếu với lại C cộng cộng. Rồi, bước số 2, quên giới thiệu với các bạn cái dấu hashtag này nè, đó chính là comment đó. Tức là những cái đoạn code nào đằng sau cái dấu hashtag này thì nó sẽ không có giá trị thực thi. Bước số 2 đó là chúng ta sẽ tìm hiểu về cấu trúc rẽ nhánh. Đối với cấu trúc rẽ nhánh thì nó cũng rất là đơn giản thôi. Nó cũng giống như là ngôn ngữ lập trình C, nó sẽ có các câu lệnh kiểu như là if, else. Nhưng mà cú pháp nó sẽ hơi khác một chút. Ở đây chúng ta sẽ để là if. Ở đây chúng ta sẽ có biến is là bằng tháng đi, tháng là bằng 4, if month bằng 4 thì chúng ta sẽ làm một cái gì đó. Ví dụ như chúng ta in ra là tháng 4, đúng không? Else in ra là 0, phải tháng 4. À, ở đây chúng ta lưu ý nha, là trong cái ngôn ngữ lập trình Python á, thì chúng ta sẽ, khi mà chúng ta lùi vào bên trong á, thì có nghĩa là cái câu lệnh này sẽ là thuộc cái vế kiểm tra điều khiển. Điều khiển đó là month bằng 4. Month bằng bằng 4. Rồi, tương tự như vậy, cái này cũng sẽ thuộc cái này. Chúng ta sẽ, ví dụ như chúng ta sẽ làm thêm một cái thao tác nữa là month bằng month cộng 1. Thì ở đây sẽ được hiểu là hai cái câu lệnh này sẽ được thực hiện cùng một lúc, và sẽ được thực hiện nằm bên khi cái vế month bằng 4 này thỏa mãn. Đó, nếu như trong C cộng cộng nha, nó sẽ là có cái kiểu như thế này, kiểu như thế này thôi nha các bạn. Đó, nó phải đo mở một cái câu cặp dấu mở ngoặc đóng ngoặc. Nhưng mà Python là indent based, là cái ngôn ngữ là indent based, tức là dựa trên cái việc thuộc ra thuộc vô để cho biết là cái bộ tập lệnh nó sẽ thuộc một cái nhóm, thuộc cái vế nào. Đó, hai cái câu lệnh này là thuộc cái vế này. Đó, cái câu lệnh này là thuộc cái vế. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ thử, à thôi, tranh thủ chúng ta sẽ thử luôn cái này đi ha. Next month, tháng tiếp theo là month. Rồi, đó, đây là tháng 4 và tháng tiếp theo sẽ là tháng 5. Đó, là vì sao? Khi mà nó in ra cái câu tháng 4 này thì đồng thời
nó sẽ tăng cái month, tức là tháng tiếp theo tăng lên một đơn vị. Hai cái câu lệnh này sẽ là nằm bên trong cái vế điều kiện month bằng bằng 4. À, lưu ý là bằng bằng tức là toán tử logic nha, nó không phải là phép gán. Rồi, thế thì bây giờ nếu như cái cấu trúc rẽ nhánh mà có nhiều hơn hai nhánh thì sao? À, nếu như C cộng cộng thì chúng ta sẽ có là split k. Thì trong Python không có split k, nhưng mà nó có một cái gần giống như vậy. Tôi lấy ví dụ, ở đây sẽ là tháng 4, else if, nó sẽ có cái gọi là else if month bằng bằng 5, thì chúng ta sẽ ghi là tháng 5, đúng không? Rồi, tương tự như vậy, else if month bằng bằng 6, thì chúng ta sẽ ghi là tháng 6. Đó. Rồi, cứ như vậy chúng ta sẽ switch case. Ví dụ như ở đây chúng ta cho là 5 đi, bằng bằng 5. Rồi, đó, tháng 5. Thì else if sẽ thay cái cấu trúc if, else if nó sẽ thay cho switch case. Rồi, à, một cái lưu ý nữa đó là các bạn sẽ thấy là trong Python là các bạn sẽ không có sử dụng cái dấu chấm phẩy nhiều, nhưng đồng thời chúng ta phải nhớ rất là rõ đó là nó sử dụng rất nhiều cái dấu hai chấm ở cuối một cái mệnh đề điều kiện nè, và vòng for một lập phía sau. Thì phần sau chúng ta sẽ nói về cái cú pháp cho cái cấu trúc lập. Rồi, tiếp theo đó là cấu trúc lập. Thì bất cứ một cái ngôn ngữ lập trình nào nó cũng đều hỗ trợ cái cấu trúc lập. Tại vì sao? Nó có những cái câu lệnh, nó có những cái đoạn lệnh mà phải thực hiện đi, thực hiện lại nhiều lần. Thì lúc này đòi hỏi phải có cái cấu trúc lập. Thế thì lập nó sẽ có hai dạng, đó là lập biết trước cấu trúc, biết trước số lần lập, hoặc là lập không biết trước số lần lập. Riêng trong cái ngôn ngữ lập trình Python thì nó sẽ có một cái khái niệm gọi là list comprehension, tức là khởi liệu, khởi tạo dữ liệu từ cấu trúc lập. Tiếp theo đó là chúng ta sẽ tìm hiểu về cái cấu trúc lập. Thì tương tự như C cộng cộng thì nó sẽ có hỗ trợ những cái kiểu lập có biết trước cái số lần lập và không có biết trước số lần lập, đó là for và while ha. Bây giờ chúng ta sẽ thử khởi tạo nè, một cái list là bằng 4, 10, 20, ví dụ vậy. Và chúng ta muốn thực hiện cái việc tính tổng tất cả phần tử trong cái list này, đúng không? Thì chúng ta sẽ, đương nhiên nó trong Python nó sẽ có cái hàm để tính tổng rất là nhanh, nhưng mà tôi đang demo cho cái việc đó là viết một cái vòng for để mà tính tổng. Rồi, s sẽ là bằng 0, khởi tạo. Lưu ý là chúng ta không cần phải cho biết kiểu dữ liệu. For mỗi phần tử, đúng không? Với mỗi phần tử is in list. Đó, đây là cái sự khác biệt so với lại cái C cộng cộng. Tức là chúng ta sẽ với mỗi phần tử is nằm trong list này luôn, đúng không? Rồi, s sẽ cộng bằng is. Rồi, sau đó chúng ta sẽ in ra tổng là 2 chấm. Rồi, s. Thì cái quả cuối cùng nó sẽ ra bao nhiêu các bạn? Nó sẽ ra là 34. Đó, tổng là 34 với mỗi phần tử is. Bây giờ chúng ta sẽ thực hiện cái cách thứ hai, đó là for i in rank của len của is của list. Nghĩa là sao? Len tức là hàm để lấy cái chiều dài của cái list LST này, và rank tức là hàm này sẽ trả về các chỉ số từ 0 cho đến cái độ dài đó trừ 1. Ví dụ như nếu kích thước của list ở đây đang là 3 thì rank của 3, đúng không? Lúc này nè, rank của 3 sẽ là bằng bao gồm các phần tử từ 0, 1, 2. Như vậy, for i in cái rank này nó sẽ tương đương với việc là for i in cái 0, 1, 2. Nhưng mà lưu ý i ở đây chỉ là chỉ số thôi. Bây giờ chúng ta sẽ làm cái thao tác là s cộng bằng list của phần tử thứ y. Đó, đây là cái cách mà bên C hay làm. Rồi, chúng ta sẽ xem coi cái cách này nó có ra là 3, 4 giống như là
ở trên hay cách ở trên hay không. Đó. Như vậy nó cũng ra là 3-4. Thì đây là một cái cách làm khác để đối với vòng lặp for. Tương tự như vậy đối với vòng lặp while thôi. While thì chúng ta sẽ có khởi tạo nè, y bằng 0. While y bé hơn len của list. Đó, thì tôi sẽ làm gì? S sẽ cộng bằng LST y. Rồi, đến đây được chưa các bạn? Chưa đâu. Ở đây y nó không tự động nhảy cái chỉ số cho mình, do đó y sẽ là phải bằng y cộng 1. Rồi, thì lúc này nó mới thực hiện được. Đó, tổng cũng là 34. Bây giờ trong cái phần này á, nó sẽ có một cái khái niệm. Nó sẽ có một cái khái niệm đó là list comprehension. Tức là sao? Chúng ta sẽ tạo ra một cái list mới từ cái kiểu vòng lặp. Bây giờ chúng ta giả sử nha. Chúng ta có cái list là 4, 10 và 20 và chúng ta đang có nhu cầu muốn tạo ra một cái list có số lượng phần tử giống như thằng này. Đúng không? Giống như thằng này. Nhưng mà từng phần tử của nó sẽ là thằng từng phần tử của cái list kết quả này nó sẽ là bằng bình phương của từng cái phần tử trong list. Rồi, chúng ta sẽ có nè. For is in list. Chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ lấy cái is này bình phương. Thì nếu như các bạn để là is nhân is cũng được, nhưng mà trong Python may quá nó có cái hàm mũ, đó là is sao sao 2, sao sao chính là mũ đó. Rồi. Nhắc lại ha. For is in cái list này thì chúng ta sẽ lấy cái is bình phương và chúng ta sẽ nhồi vào bên trong cái list và đây chính là kết quả. Rồi chúng ta sẽ in ra mảng bình phương. Đó. Rest. Rồi cái này chúng ta đã sử dụng xong, thôi bỏ đi. Đúng không? Chúng ta đã sử dụng xong rồi, bỏ đi. Rest là nhắc lại nè, với mỗi x nằm trong cái list này thì chúng ta lấy cái giá trị đó bình phương lên và nhét vào bên trong cái mảng này, nhét vào trong cái list này. Rồi. Mảng bình phương. Đó. Như vậy 4 bình phương là 16, 10 bình phương là 100 và 20 bình phương là 400. Đó. Thì đây là list comprehensive. Bây giờ chúng ta có thể đưa thêm cái điều kiện nữa. Ví dụ như là if x mà lớn hơn 4, đúng không? Lớn hơn 5 thì tôi mới bình phương. Rồi. Đó. Tức là nếu với mỗi x nằm trong list này và nếu x phải lớn hơn 5 thì tôi mới bình phương lên ha. Thì đây, ở đây chúng ta rõ ràng chỉ có 10 và 20 bình phương được thôi. Đó. Tiếp theo đó là hàm hoặc thủ tục. Thì chúng ta sẽ tìm hiểu về cú pháp để gọi một cái hàm hoặc là thủ tục trong ngôn ngữ lập trình. Và thông thường thì đối với hàm thì chúng ta sẽ có các kiểu truyền tham số là tham chiếu và tham trị. Thì cú pháp tương ứng trong cái ngôn ngữ lập trình mà chúng ta chuẩn bị học đó là gì? Rồi, trong phần này thì chúng ta sẽ tìm hiểu về cái cách để mà thao tác trên hàm, đúng không? Thì ở đây chủ yếu là cú pháp thôi. Các bạn sẽ nhớ nè, def đó là định nghĩa đó, define đó, đó là viết tắt của chữ define, định nghĩa. Def cái gì? Def cái tên hàm, đúng không? Def cái tên hàm. Ví dụ chúng ta viết một cái hàm và làm cộng hai số nguyên. Rồi tham số đó a b. Rồi chúng ta thực hiện return a cộng b. Đây là một trong những cái hàm kinh điển mà tôi hay sử dụng để mà demo một cái cú pháp liên quan đến hàm. Ở đây là chúng ta sẽ không giống với lại si cộng cộng ở chỗ là chúng ta không cần khai báo kiểu dữ liệu cho A, cũng không cần khai báo kiểu dữ liệu cho B. Đó. Thì lúc này chúng ta sẽ thực hiện nhé. X là bằng 4, Y sẽ bằng 10 và chúng ta sẽ in ra kết quả tổng của cái hàm cộng hai số nguyên x y này
thì theo các bạn kết quả nó sẽ là bao nhiêu? Chắc các bạn cũng đoán đó là 14. Rồi, tổng là 14. Thế thì các bạn thấy không? Khai báo hàm rất rất là đơn giản trong Python. Nó đã giảm lược rất nhiều. Không cần khai báo kiểu dữ liệu, không cần khai báo kiểu trả về luôn. Ở đây chúng ta cũng không cần cho cái hàm này biết là có cần trả về cái gì không. Không cần. Nếu có return thì trả về, còn không thì thôi. Đó, đó là lý do mà các bạn thấy là ở cái bước số 0 mà lúc tìm hiểu ngôn ngữ lập trình đó, mình có nói là trình thông dịch thì thông thường viết code rất là ngắn gọn, linh hoạt. Rồi, tuy nhiên đây là cái điểm mạnh nhưng đồng thời là cũng điểm yếu. Điều gì sẽ xảy ra nếu như người dùng cái hàm này nè mà quên đưa truyền vào những cái kiểu dữ liệu mà không thể thực hiện được phép cộng? Lấy ví dụ ha, x là bằng hello, y là bằng 10. Rồi, hello mà cộng 10 thì sẽ ra gì? Đó, không thể cộng được string với số nguyên. Đó. Nếu mà cái này là chuỗi 10 thì được. Đó. Hello 10. Đó. Do đó nếu mà chúng ta chính vì cái việc chúng ta không ràng buộc kiểu dữ liệu đầu vào dẫn đến là rất dễ xảy ra những cái lỗi kiểu bị mâu thuẫn về kiểu dữ liệu như vậy. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu đến cái vấn đề về truyền tham số. Đây là một cái vấn đề khá là phức tạp. Nếu như các bạn nào mà không hiểu cái cơ chế truyền tham số ở trong C cộng cộng thì qua đây nó sẽ hơi phức tạp ấy. Nhưng mà ở đây mình có một cái mẹo để cho các bạn có thể dễ nhớ, đó là truyền tham số trong Python thì đối với những cái kiểu dữ liệu như là số nguyên, số thực, kiểu chuỗi, đúng không, thì nó sẽ là dạng truyền tham chiếu, tức là không thể làm thay đổi giá trị được. Bây giờ mình sẽ thử ha. Def increase a. Rồi, và ở đây chúng ta sẽ lưu ý ha, cuối một cái bất cứ cái cú pháp nào, đúng không, mà chưa kết thúc thì thông thường sẽ là dấu hai chấm. Rồi, a cộng bằng 1. Đó, nó chỉ đơn giản là thay đổi, nâng giá trị của nó lên 1 thôi. Bây giờ chúng ta sẽ thử nè, x là bằng 15, print, à quên, chưa. Chúng ta sẽ increase x lên. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ thử in ra nhé, x bằng bao nhiêu? X bằng 15, increase nó lên, thì lẽ ra cái thằng này sẽ là bằng 16 chứ nhỉ? À không, nó không thể nào bằng 16 được, vì như hồi nãy mình đã nói, x là số nguyên, do đó khi mà truyền vào nó sẽ truyền dưới dạng tham chiếu, do đó mặc kệ bên trong đây nó thay đổi giá trị, đúng không? Ra ngoài nó vẫn sẽ giữ nguyên giá trị x là 15. Rồi, bây giờ tương tự như vậy chúng ta sẽ có kiểu dữ liệu là list, đúng không? 10, 4 nè, 10, 30, như vậy. Và hàm increase này nó sẽ thay đổi giá trị, ví dụ như là tăng thêm một cái phần tử nữa, là bằng a cộng thêm một phần tử nữa ha. Ví dụ phần tử đó là 123. Thì ở đây sau khi x tăng lên thì in ra x nó vẫn là 14, 10, 30, không hề thay đổi cái số phần tử. Đó. Nhưng nếu chúng ta sử dụng hàm nha, ở đây này, tôi sẽ comment lại cho các bạn thấy. Nếu như mà tôi sẽ comment lại, chúng ta sẽ sử dụng phương thức của cái đối tượng a. Đó, thêm vô 123 thì xem kết quả như thế nào. Chắc các bạn cũng đoán ra nó sẽ thêm vô một phần tử nữa, đó là phần tử 123 cuối. Vậy thì giải thích cho cái chỗ này như thế nào? Đây sẽ là một cái bài tập cho các bạn. Giải thích tại sao dùng append thì nó sẽ thêm vô, trong khi để a là bằng a cộng 123 thì nó lại không chấp nhận. Đây, để mình minh chứng cho các bạn, a bằng a cộng 123 tức là nó sẽ thêm vô một phần tử nữa. Print nè, trong hàm, đúng không, thì a là x chứ, bên ngoài x của mình. Đó, thôi a luôn đi. Rồi, thì tôi sẽ chứng minh cho các bạn là khi thực hiện cái câu lệnh này, giá trị của nó thay đổi,
Nhưng mà khi ra ngoài thì nó lại trở lại ban đầu. Đó, trong hàm thì có thay đổi, có thêm vô một phần tử là 1, 2, 3, nhưng mà ra khỏi hàm, ngoài hàm, đúng không? Nó lại trở lại ban đầu. Trong khi ở đây chúng ta dùng append, đúng không? Dùng hàm append. Trong hàm mà và ngoài hàm nó lại giống nhau. Đó. Trong hàm và ngoài hàm nó lại giống nhau. Vậy thì các bạn giải thích giúp mình tại sao? Sau đó chúng ta sẽ tìm hiểu về cái ngôn ngữ lập trình này có hỗ trợ lập trình hướng đối tượng hay không. Không phải tất cả các ngôn ngữ lập trình đều có hướng đối tượng, nhưng như đa số bây giờ thì các ngôn ngữ lập trình hiện đại đều có hỗ trợ lập trình hướng đối tượng. Thế thì chúng ta sẽ tìm hiểu xem ba cái tính chất của lập trình hướng đối tượng có được hỗ trợ trong cái ngôn ngữ lập trình hay không. Thứ nhất đó là tính kế thừa, thứ hai đó là tính đóng gói, và thứ ba đó là tính đa hình. Và chúng ta sẽ tìm hiểu về các cái cú pháp cho cái lập trình hướng đối tượng trên ngôn ngữ lập trình mới này. Rồi, bây giờ sẽ là đến lập trình hướng đối tượng. Thì cái phần lập trình hướng đối tượng này nó cũng không có liên quan quá nhiều đến phạm vi của môn học này. Nhưng mà tôi cũng sẽ giới thiệu cho các bạn để cho các bạn nắm về cái cú pháp cơ bản của lập trình để tạo một cái lớp đối tượng trong Python. Đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ giả sử rằng chúng ta sẽ tạo ra một cái lớp, lớp này sẽ là lớp học sinh đi, hay lớp sinh viên đi. Rồi trong lớp sinh viên này nó sẽ có cái trường gọi là name và điểm trung bình, à thôi tên điểm trung bình dùng tiếng Việt mà. Rồi class, đúng không? Cú pháp của nó sẽ là class sinh viên, đúng không? Hai chấm, dấu hai chấm lúc nào cũng phải thực hiện. Rồi trong cái C cộng cộng nó sẽ có cái gọi là khởi tạo, đó, constructor. Thì ở đây Python cũng vậy, def chúng ta sẽ hành xử cái method giống như là một cái hàm vậy đó, và cái constructor ở đây là chúng ta sẽ dùng cái cú pháp là gạch dưới init, gạch dưới đó. Đây chính là cái hàm constructor ha. Tham số cho constructor bắt buộc phải có một cái thằng gọi là self. Self nó giống như con trỏ disk vậy đó. Rồi các thông tin ví dụ như là tên, đúng không? Điểm trung bình. Rồi chấm. Thì chúng ta sẽ gán cho thuộc tính đó là tên bằng tên self chấm điểm trung bình bằng điểm trung. Lưu ý chúng ta không cần phải cho biết kiểu dữ liệu của tên, không cần cho biết kiểu dữ liệu của điểm trung bình, vẫn có thể gán được. Đó, rất nhanh nhưng mà cũng rất nguy hiểm. Rồi bây giờ chúng ta sẽ show thông tin ha. Show info bắt buộc phải có một cái kiểu dữ liệu là cell. Cell nó mới bốc ra mấy cái trường thuộc tính này được, đúng không? Rồi in ra một câu thông báo thông tin sinh viên hai chấm. Rồi nó sẽ in ra họ tên hai chấm, rồi cell chấm tên. Copy cho nhanh, nhưng mà copy rất dễ xảy ra lỗi nếu như các bạn sửa không hết, do đó cái này chỉ có giáo viên mới làm được thôi, còn tốt nhất là các bạn không nên thử ở nhà, dễ nghiện lắm. Rồi điểm trung bình. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tạo ra một cái đối tượng ha, tạo ra đối tượng sinh viên là SV sẽ bằng nè. Đó, để tên class vô và chúng ta sẽ truyền hai cái thông số mà các bạn muốn truyền vào. Ví dụ như là Nguyễn Văn A, đúng không? Rồi điểm trung bình đó là bạn này rất giỏi, 9.5. Thú rồi. Bây giờ chúng ta sẽ là sinh viên.show info. Thì nếu đúng, đúng không? Nó sẽ phải in ra là họ thông tin sinh viên, họ tên là Nguyễn Văn A, điểm trung bình là 9.5. Đó, là in ra thông tin sinh viên, họ tên Nguyễn Văn A. Thế thì ở đây
trong cái lập trình hướng đối tượng của Python đó, thì các bạn cần nhớ nè. Thứ nhất là cú pháp thì đương nhiên rồi. Cái thứ hai đó là bắt buộc phải có con trỏ self, tức là giống như con trỏ list của C cộng cộng vậy đó. Bên trong tất cả các phương thức nào liên quan đến cái hàm, liên quan đến đối tượng sinh viên, liên quan đến cái đối tượng ở đây, constructor sẽ là init. Đó, vậy thôi. Bước tìm hiểu cuối cùng rất là quan trọng, đó là chúng ta sẽ tìm hiểu các thư viện nổi tiếng của cái ngôn ngữ lập trình này. Thông thường thì trong ngôn ngữ lập trình nó sẽ phục vụ cho một cái mục đích, cho một cái số trường hợp cụ thể, một số cái bài toán trong thực tế cụ thể. Nó sẽ có hỗ trợ một số cái thư viện built-in, tức là thư viện đã sẵn có, và cộng thêm những cái thư viện mà được cộng đồng sử dụng rất là nhiều, phục vụ cho một số cái bài toán nhất định. Lấy ví dụ như với ngôn ngữ lập trình Python thì chúng ta có một số cái thư viện liên quan đến xử lý dữ liệu, ví dụ như là Pandas, NumPy, hoặc là đối với lại lĩnh vực gọi là máy học, trí tuệ nhân tạo thì chúng ta sẽ có các thư viện như là TensorFlow, PyTorch. Đây là những cái thư viện rất là nổi tiếng đối với ngôn ngữ lập trình Python. Và các ngôn ngữ lập trình kia cũng như vậy. Ví dụ như C# thì chúng ta sẽ có cái framework đó là .NET. Thì đây là những cái... Rồi, sau đây sẽ là một số cái thư viện mà trong Python được sử dụng khá là phổ biến. Đó là NumPy, Pandas và Matplotlib. Tuy nhiên, trong cái phạm vi của môn này thì một trong những thư viện được sử dụng rất là nhiều đó là NumPy. Do đó thì tôi sẽ lướt qua một số cái cách để mà thao tác trên NumPy thôi. Còn Pandas, Matplotlib thì các bạn có thể là tham khảo ở trên Internet. Đó. Rồi, để mà sử dụng cái thư viện NumPy thì chúng ta sẽ là import cái NumPy. Nhưng mà anh em vẫn hay sử dụng cái này là SNP để chi? Để viết ngắn gọn lại, đúng không? Để viết cái thư viện này cho nó ngắn gọn lại trong quá trình sử dụng. Đó, ví dụ bình thường chúng ta sẽ khai tạo nè, numpy.array, tức là tạo ra một cái array, đúng không? 1, 2, 3, 4, 5. Thì lúc này nó sẽ hơi dài, đúng không? Chúng ta sẽ viết tắt là np.array. Rồi, chúng ta sẽ gán thằng này vào một cái biến, đó là biến list, biến is, đúng không? Đây là một cái mạng. Rồi, thì để tính tổng thì NumPy có hỗ trợ hàm để tính tổng luôn. Đó, hoặc bản chất, hoặc bản thân cái đối tượng is này nè. Is là một cái đối tượng, lớp đối tượng. Nó có phương thức để mà tính tổng. Ví dụ, đó, ở đây chúng ta sẽ ghi nè, in ra is trước cái đã. Is, rồi in ra tổng theo cách 1, đúng không? Tổng theo cách 1 nó sẽ là is.sum. Rồi, sau đó in ra màn hình thử xem coi kết quả như thế nào. Đó, 1 cộng cho đến 5, kết quả là tổng 15. Bây giờ nó sẽ còn một cái cách tính tổng khác, đó chính là chúng ta sẽ sử dụng cái cách tính tổng. Tổng này là tổng 1, tổng này là tổng 2. Thì chúng ta sẽ dùng là bản thân cái hàm của NumPy luôn. Nó sẽ có hàm sum. Và lúc này chúng ta sẽ truyền cái biến cần tính tổng. Đó, thì tổng 1 và tổng 2 này nó cũng sẽ giống nhau là đều bằng 15. Đó, thì đây là chắc là hai cách thôi, tốc độ giống nhau. Đó, bạn nào thích theo phong cách hướng đối tượng thì sẽ dùng này. Đó, bạn nào thích theo cái phong cách gọi là hàm NP sum thì thế này. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ có một số cái thao tác trên array is. Thì chúng ta sẽ có y nè. Đây ví dụ như là cộng 1 hết đi, cộng 1. Bây giờ giả sử chúng ta cố tình thêm vô một phần tử nữa là 15, 12. Thì bây giờ chúng ta sẽ thử ha, in ra is cộng y là bằng bao nhiêu. Thế thì is cộng y ở đây chắc các bạn cũng đoán nó sai về số lượng phần tử, do đó cộng 1 như không, đúng không? Operation là could not be broadcast together with set 5, 6, tức là một thằng là cái thứ là 5, không thể cộng với một thằng là 6 được. Đó, bỏ đi. Thì lúc này nó sẽ ra kết quả đó là 1, 2, 3, 4, 5. Mỗi phần tử này cộng thêm 1. Đó, thì là 2, 3, 4, 5, 6.
Bây giờ mình sẽ thử ha, thực hiện phép nhân xem có được hay không. Nhân rồi nhân hai mảng. Nhân thì nó sẽ hiểu là nó sẽ nhân từng phần tử nha các bạn, chứ không phải là tích vô hướng. 1 nhân với 1 sẽ ra là 1. 2 nhân 1 sẽ ra 2. 3 nhân 1 sẽ ra 3. Đó, nó sẽ nhân từng phần tử. Còn nếu muốn tích product thì sao? Các bạn muốn tích vô hướng thì sao? Đó là thì hình như trong Python NumPy nó sẽ có cái gọi là dot. Rồi is đó. Thì tích product của thằng này và một thì nó sẽ là 1 nhân 1 cộng cho 2 nhân 1 cộng 3 nhân 1 cộng 4 nhân 1, thì bản chất nó chính là sum, tính tổng. Đó, 15. Đây là tích product. Thế thì ngoài cái mảng nha, trong Python nó sẽ hỗ trợ các thao tác trên ma trận nữa. Và trong cái phạm vi môn này sử dụng rất nhiều những cái thao tác trên ma trận, cộng trừ nhân chia chuyển vị nghịch đảo ma trận. Thế thì các bạn sẽ tìm hiểu thêm cái thư viện NumPy cho cái ngữ cảnh là ma trận nhé.